Xin chào các bạn, chúng ta đang có mặt tại Hồ Tây, Hà Nội. Đáng lẽ lộ trình của chúng ta là xuống Lê Chân, Hải Phòng, xuống đền thờ của Lê Chân, nữ tướng Lê Chân ở dưới Hải Phòng. Nhưng vẫn là yếu tố thiên cơ, vẫn là yếu tố tâm linh của thiên giới chỉ định. Hôm nay tôi lại phải có mặt ở Hồ Tây và giải trấn Hồ Tây. Ở Hồ Tây thì nó có rất nhiều những cái giai thoại, nhưng có một cái mà nó rất cụ thể là như thế này. Ở giữa hồ là có một vài cái ngôi mộ tàu, và các ngôi mộ tàu này là bị trấn ở đây. Và trước đây, thời gian trước đây, tôi xin kể lại một cái lịch sử. Lịch sử này là lịch sử nó mang yếu tố tâm linh, nó có nhiều giai thoại, nhưng tôi xin kể một cái giai thoại như này. Đó là có một vị quan ở nước Việt Nam đi sứ sang Trung Quốc, và vua Trung Quốc lúc đấy, tôi không nhớ là thời nào, đời nhà nào ở bên Trung Quốc, nhưng mà bị bệnh, và có nói là ai là người chữa được bệnh cho vua thì người đấy có thể lấy một nửa giang sơn. Và vị quan đi sứ của chúng ta đã chữa được bệnh cho nhà vua đó. Và nhà vua đó hỏi vị quan của chúng ta là muốn lấy cái gì, và đưa vào cái phòng ngân khố của quốc gia. Thì vị quan này đã chọn những cái viên không lấy vàng, không lấy ngọc ngà châu báu, mà chọn những cái cục đen xì để ở một góc của cái nhà ngân khố của Trung Quốc. Và đó chính là các cái viên thiên thạch mà chúng ta hay nói. Và sau đó, đó là những cái viên nó quý giá, rất là quý giá. Và thời đấy người ta cũng đã biết là nó quý giá, nhưng người ta chưa có sử dụng được cái tính chất của nó mà thôi. Nhưng người ta rất biết nó quý giá, tại vì nó có một cái sức nặng và khối lượng nó nặng bất thường. Thì đấy là sự bất thường, thì bao giờ cũng là có giá và gọi là vô giá, chứ không phải là bình thường. Thì vị quan của chúng ta đã lấy về và đúc một cái chuông. Một cái chuông, thưa các bạn, đúc ở đây không phải là nấu chảy cái đấy. Cái đấy không thể chảy được, tại vì khi nó rơi xuống đất nó đã trải qua hết tất cả những cái sự thanh lọc qua yếu tố nhiệt độ, thì nó đã thanh lọc hết rồi, nó không chảy và cũng không thể nghiền nó ra được, mà chỉ là thả nó vào thôi. Và đúc thành một cái chuông. Và chuông này khi đánh lên, nó kêu gọi nó, theo cái truyền thuyết thì thiên thạch là mẹ của vàng, cho nên khi chuông thiên thạch mà ngân lên thì vàng sẽ hội tụ về chỗ cái chuông. Và yếu tố này nó hình thành một cái truyền thuyết, đó là con trâu vàng về với Hồ Tây. Và Trung Quốc biết được điều đó, cho nên đã tìm cách để sang lấy cái chuông này. Thì nó có những cái giai thoại truyền thuyết thì cái chuông này đã bị rơi ở Hồ Tây. Rơi ở Hồ Tây. Và cái đoàn văn công cái năm đó, tức là cách đây rất là lâu rồi. Thì Trung Quốc đã cử một đoàn văn công sang bên này để tìm ở Hồ Tây. Tìm Hồ Tây. Nhưng mà khi sang Hồ Tây thì cả cái đoàn thuyền bị lật. Đó là do yếu tố tâm linh tác động, cho nên nó bị lật. Và vợ tôi là người chứng kiến rất rõ điều này. Đó là khi hồi còn học lớp 5, học ở cái trường ở bờ hồ này, đã đi trên đường đi học về, đã nhìn ra ngoài là thấy một đoàn thuyền đi ở ngoài hồ và sợ quá. Hồi đấy vợ tôi còn là cấp 1, cho sợ quá chạy về nhà. Vợ tôi còn nhớ rất rõ điều đó. Và thưa các bạn, cái mà các cái mộ, lát nữa chúng ta sẽ ra các cái ngôi mộ, là nó trấn ở đấy để cho Việt Nam không lấy lên được cái chuông đó. Thực ra cái chuông đó hiện tại vẫn còn đang nằm ở dưới hồ, và đích thân tôi biết nó nằm ở vị trí nào, tại vì tôi xuất hồn từ lâu rồi và tôi nhìn thấy vị trí của nó từ lâu rồi. Còn lại lấy lên hay không thì đấy là yếu tố về thời điểm của quốc gia, các bạn hiểu không ạ? Còn hôm nay chúng ta ra đây để bắt đầu giải trấn, bắt đầu từ hai con rồng. Và cũng xin thưa với các bạn như thế này, hai con rồng này đáng lẽ tôi đã phải tu phục nó từ rất lâu, nhưng bây giờ mới là thời điểm. Mặc dù nhà tôi ra con rồng này nó chỉ rất là gần, và tôi ra đây rất là nhiều lần, nhưng mà chưa đến thời điểm, cho nên tôi chưa tu phục. Cho nên hôm nay tôi mới tu phục hai con rồng, và để cho nó trấn ở tại Hồ Tây này, các bạn hiểu không ạ? Bây giờ Trang ra lấy trận đồ, lấy 5 cái hương. Thưa các bạn, chúng ta phải làm sạch âm khí Hồ Tây. Chúng ta phải làm sạch, tại vì những cái tàn tích của những ngôi mộ tàu ở giữa lòng hồ này là rất nhiều, và âm khí của nó cũng rất là nặng. Nó trấn yểm cái linh khí của Hà Nội cũng như là của cả nước. Và hôm nay thì tôi sẽ cho các bạn biết thế nào là trận đồ đặc biệt khi tôi giải trấn ở cái đại long mạch của quốc gia ở trên ao vua.
Xin thưa các bạn, trận đồ chúng ta thường dùng đó là 5 cái gọi là ngũ hành kỳ trận. Nhưng chúng ta sẽ dùng như thế này thưa các bạn. Giả sử các bạn có thể hình dung như này. Đây là Hồ Tây. Hồ Tây. Thì tôi sẽ phải đi vòng Hồ Tây. Đi đến 5 điểm 1, 2, 3, 4, 5. Và mỗi một chỗ tôi sẽ dùng một trận đồ. Thì đấy gọi là ngũ hành trên đè trên ngũ cung. Thì nó, sức mạnh của nó khủng khiếp vô cùng luôn. Các bạn hiểu không ạ? Sức mạnh của nó khủng khiếp lắm. Nó sẽ là 5 cái cột trụ năng lượng nó rất rất là mạnh. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu từ đây, bắt đầu điểm thứ nhất. Và ở mỗi điểm thì 5 cái này nó sẽ tạo thành một trận đồ. Em quay ra đây. Được rồi. Đúng thành trận đồ luôn, rất là đẹp thưa các bạn, rất là đẹp, rất đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển ra phía khác. Chúng ta phải đi đủ 5 điểm của cái Hồ Tây này. Mời các bạn theo. Thưa các bạn, đây là một điểm thứ hai. Nó nằm trên cái đường Trích Xài, em quay ra đường ngoài. Nó nằm trên đường Trích Xài, nó gần cái chùa Võng Thị. Thưa các bạn, nó gần chùa Võng Thị. Ở cái điểm này, khi cái nước hồ nó cạn, tức là nó không cao như thế này, thì chúng ta có thể nhìn thấy các cái mộ của tàu nó nằm rải rác ở khu vực này. Và vợ tôi là người là nhìn thấy ở khu vực phía đằng phải bên phải đây. Vợ tôi hồi còn đi học là còn nhìn thấy cái đoàn người là ở bên phải. Và tôi xin nhắc lại là các cái ngôi mộ này là nó chấn ở cái hồ này để cho dân Việt Nam, người Việt Nam không thể lấy cái chuông lên được. Và bây giờ tôi phải gỡ chấn. Và tôi xin nhắc lại, tôi biết cái vị trí cái chuông nó nằm ở đâu. Khi nào đến thời điểm tôi sẽ tiết lộ cho mọi người. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau chấn ở nơi này. Vẫn là 5 cái gương. Các bạn có thể nhìn 5 cái gương ở đây. Thưa các bạn, các bạn nhìn thấy đó. Đây là hình ngôi sao, hình ngôi sao. Đây là trận đồ thứ hai, chúng ta sẽ còn thêm 3 trận đồ nữa và đi 3 điểm vòng quanh ở Hồ Tây và kết thúc tại phủ Tây Hồ để chúng ta cùng nhau kiểm tra. Còn bây giờ chúng ta di chuyển tiếp. Thưa các bạn, và đây là điểm thứ ba. Em quay ra ngoài, đây là chúng ta đang ở đầu đường Thanh Niên, chỗ Yên Phụ, chỗ ngã tư Thanh Niên Yên Phụ. Và chúng ta sẽ đặt trận đồ ở điểm thứ ba, trận đồ thứ ba ở đây. Các bạn nhìn trận đồ rất đẹp thưa các bạn. Đây là trận đồ hình ngôi sao. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển hai bước, hai nơi nữa, hai điểm nữa. Thì cái điểm cuối cùng của chúng ta là ở phủ Tây Hồ và chúng ta sẽ vào đó để kiểm tra mọi thứ ở đó. Chúng ta cùng nhau đi tiếp. Thưa các bạn, đây là ở bên trái của chúng ta, đây là công viên nước. Và đây là điểm thứ tư của chúng ta. Tôi phải đi vòng về công viên nước này, sau đó mới vòng qua phủ Tây Hồ. Tại vì nó như thế này nó mới đúng điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bày trận đồ ra đây. Rồi các bạn nhìn thấy chưa ạ? Hình ngôi sao rất đẹp, rất đẹp. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến điểm cuối, đó là phủ Tây Hồ. Thưa các bạn, chúng ta đang ở điểm cuối cùng, đó là phủ Tây Hồ. Bên phải chúng ta là phủ Tây Hồ. Còn đây là điểm cuối chúng ta đặt trận đồ. Chúng ta cùng nhau đặt trận đồ đây và vào trong phủ Tây Hồ. Rất đẹp thưa các bạn. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau vào phủ Tây Hồ để kiểm tra ở trong phủ này có bị cái gì về vấn đề tâm linh hay không. Và chúng ta cùng nhau kiểm tra những cái gì gọi là cái công việc chúng ta vừa mới làm trong vòng quanh Hồ Tây này. Mời các bạn theo tôi. Thưa các bạn, chúng ta đang có mặt ở bãi gửi xe của phủ Tây Hồ. Và nó rất là tình cờ và nó cũng rất là cụ thể. Đó là chúng ta
Tôi vào đây tôi đã nhìn thấy ngay cái cục đá bất thường nằm ở đây. Đây là cái cục đá trấn yểm từ ngày xưa mà người ta dịch rời không biết từ ở chỗ nào, vị trí nào của đền mang ra đây. Và đây là cục đá trấn từ rất lâu rồi thưa các bạn. Các bạn nhìn cái hình thái của nó rất là lạ luôn. Rất là lạ. Đây các bạn nhìn hình thái của nó rất lạ luôn ạ. Rất lạ. Quay nhìn cái chỗ này này. Nó rất lạ. Và ở chỗ này nó có phần đất thì tức là nó đã được di rời từ chỗ nào đó ra đây. Từ chỗ nào đó ra đây. Đây là từ rất lâu rồi, từ rất lâu rồi. Đây là phần đất này, các bạn nhìn thấy phần đất này. Đây đã dịch rời từ chỗ nào đó ở trong đền ra ngoài này. Và chúng ta không phải mất thời gian nhiều. Và đây cũng là cái sự hiện hữu của cái bằng chứng, vật chứng cho cái sự trấn yểm của các cái pháp sư Tàu nhằm mục đích hạ và triệt cái phần tâm linh của chúng ta. Và bây giờ tôi sẽ giải trấn viên đá này và kiểm tra tất cả tổng thể những cái việc chúng ta đã làm ở vòng quanh Hồ Tây và ở tại Phủ Tây Hồ. Úi giời, đúng thật. Cái năng lượng nó lớn lắm. Em đứng lui ra đi. Em đứng dịch ra đi. Năng lượng nó rất là lớn. Em đứng dịch ra. Rồi rồi rồi. Lệnh cho Bát Tiên Tứ Đại Hộ Pháp cùng Bản Vương giải trấn. Có cái gì nó nặng nề thế nhỉ? Có cái gì đấy nặng nề lắm. Nó vấn đề nó nằm ở cái ngọn này này. Cái ngọn này, nó có cái gì đấy rất lạ đây này. Nặng nề lắm. Nó nặng chỉ trịch, không thể nhấc lên được. Lệnh cho Tứ Đại Hộ Pháp, Bát Tiên Tứ Đại Thiên Vương Thập Nhị Tướng Quân cùng 20.000 thiên binh tập trung cùng Bản Vương nhổ viên đá này lên. Đứng dịch ra ngoài, năng lượng nó. Lệnh điều động thêm 20.000 thiên binh nữa là 40.000 thiên binh tập trung hỗ trợ Bản Vương đẩy viên đá này đi ra chỗ khác. Năng lượng nó lớn lắm. Được rồi, Trang đưa vào. Thưa các bạn, chúng ta đã xong ở quy trình vòng quanh Hồ Tây và Phủ Tây Hồ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra tất cả những cái gì công việc của chúng ta xung quanh Hồ Tây và ở tại Phủ Tây Hồ này. Được rồi, thưa các bạn. Được, nhưng vẫn còn một cái gì đó nó vướng vất ở đây. Tại vì thực ra cái viên đá này, cái âm khí nó rất nặng. Cụ thể đặc biệt là cái mũi nó chổng lên như thế này. Tôi xin hứa với các bạn, tôi sẽ quay ra đây với một cái búa tạ trong tay để tôi đập cái ngọn kia. Tôi sẽ quay lại điểm này và đập, dùng búa tạ để đập. Và chúng ta đã xong vấn đề của Hồ Tây rất quan trọng cho Hà Nội, thủ đô Hà Nội và cũng như là cả nước Việt Nam. Chúng ta sẽ còn Hồ Gươm, Hồ Hoàn Kiếm và còn những cái vị trí khác ở Hà Nội này, sau đó chúng ta mới lại di chuyển được. Xin thưa với các bạn như thế này, sau khi xong ở Hà Nội, chúng ta sẽ bắt đầu cái vệt đi Hải Phòng, Quảng Ninh, Móng Cái, sang đến Lạng Sơn, Cao Bằng và đi một cái vệt dài như thế. Nó sẽ là một cái vệt chuyến đi, nó phải mất đến tầm nửa tháng.
Và tôi vẫn cứ và một lần nữa tôi lại xin kêu gọi với các bạn hãy ra tâm cùng vợ chồng thầy trò tôi trong chuyến đi dài ngày. Nó có rất nhiều cái cần phải chi phí và nó là cái sự hỗ trợ của các bạn cũng như là cái điều kiện cơ hội để các bạn tích phúc tích đức cho mình. Số tài khoản của tôi đó là tôi đã ghim ở trên cái phần bình luận. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.